Today's journey through aesthetic realms will be presented in Oleses or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. Quang ơi Quang ơi bạn Quang là hó ơi Quang. Mình biết chào chào chúng chào chà, vì có người là nên mới riêng là chào riêng. Cái lông diều này con diều. Hai người anh ơi, chứ em lại hỏi anh này, cây chi trên rừng là cây không lạ, cá chi dưới biển là con cá xương mà không xương. Dưới biển là cá xương đã không xương. Anh đây đổi đằng em kết nghĩa thương thương anh lại với anh. Bò lóc chờ ngày chuông anh giọng chuông. Tâm em như thể bông hương mới nở, tâm thân anh như ngọn mây về có mây. Lạy ông trời cho gió tung bay để bông hương rụng xuống cỏ mây dâm đã sóc dâm. Em như trái mít chín thơi, bao chàng quân tử hướng hơi gần đã tới gần. Thân anh như con quả trời sinh, đầu trên trái mít hòa tâm tình chưa đã bán. Hồi ba hồi là ba hồi hết hồi ta ho quang là ho là quang, tay bưng dĩa muối chén gừng là ho là quang, gương cay muối mặn là ba ho quang, xin đừng mà quên nhau là ho là quang, tay bưng dĩa muối lá rau là ho là quang, phu thế trời đình là sao đành là hồ là quang, thương em đi ăn phải đi đến là hồ là quang, ăn bộ xuống ruộng là quang, đất mềm không đau là hồ là quang, đất mềm mến mới không.
là hồ là quang, chỉ cờ chỉ đâm cừng là bơ hồ quang, xa nhau lâu rồi là hồ là quang, xa nhau răng được người ơi này. Là hồ là quang, cách xa thì ăn nhớ là bơ hồ quang, cách xa thì ăn nhớ à, nhớ người thân thương là hồ là quang, là quang là hồ quang, là hồ là quang. Quý vị vừa thưởng thức bài dân ca miền Trung Ho Dạ Gạo do hai ca sĩ Văn Phủ và Anh Đào trình bày. Bài Ho Dạ Gạo là lời ca đối đáp vui tươi giữa thanh niên thiếu nữ trong các buổi hồi hè hoặc nơi sân đình trong tiếng chày tiếng cối nhịp nhàng. Âu Lạc, một đất nước xinh đẹp, tọa lạc ở vùng Đông Nam châu Á, với khí hậu cần nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi với rau xanh, quả ngọt thơm ngon trong suốt bốn mùa. Tùy theo điều kiện khí hậu và sở thích ẩm thực của từng vùng, người dân địa phương đã khéo léo sáng tạo nhiều món ăn đậm đà hương vị. Trong chương trình ẩm thực truyền thống Âu Lạc, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị các món đặc sản của một xứ sở nổi tiếng phì nhiêu tươi tốt. Thật vậy, trong một buổi thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thường Sư đã đặc biệt ngợi ca tài nguyên phong phú của Âu Lạc. Đất Việt Nam mình giàu nhất nhì trên thế giới, mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ uranium, mỏ chì, mỏ kém, mỏ thiết. Việt Nam cái gì cũng có, đạo đức cũng có, hiếu thuận cũng có, văn hiến 4.000 năm. Mình là một trong những nước kỳ cựu nhất trên thế giới. Nước mình lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn, trái cây nhiều thiệt là nhiều. Sư phụ nhớ cái lúc mà còn đi học á, đủ thứ trái cây hết. Đi Bình Dương, đi Long Thành á, lúa Việt Nam gạo tắm thơm, nổi tiếng nhất Đông Nam Á và nổi tiếng nhất thế giới nữa. Có nhiều sản phẩm khô hoặc là sản phẩm tươi nổi tiếng nhất thế giới. Chúng con xin trân trọng tri ân những lời văn ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc yêu chuộng hòa bình. Một trong các món ăn rất phổ biến tại Âu Lạc là bánh tráng cuốn, một thức ăn được gói trong lớp bánh mỏng gọi là bánh tráng. Theo truyền thuyết, bánh tráng xuất xứ từ miền Trung vào cuối thế kỷ thứ 18, khi vua Quang Trung dùng làm lương khô cho binh sĩ. Về sau, người dân phát hiện ra tính đa dụng của bánh, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tùy theo khẩu vị và nguyên liệu sẵn có, mà bánh có thể là món ăn kèm hay món ăn chính. Các món ăn được gói trong lớp bánh trắng mỏng này là thức ăn được ưa chuộng bởi mọi tầng lớp xã hội, không chỉ hiện diện trong các bữa ăn dân dã, bình dị mà còn được hoan nghênh trong các buổi tiệc sang trọng, quý phái. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi xem cách làm bánh tráng tại các lò bánh tráng ở miền Trung và miền Nam Âu Lạc. Việc thực hiện bánh tráng trải qua 4 công đoạn, đó là ngâm gạo, xay bột, tráng bánh và phơi bánh. Muốn tráng bánh tráng, trước tiên chúng ta phải ngâm gạo. Chúng ta có thể ngâm 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ, rồi xay bột và tráng được. Nếu như có thời gian, chúng ta có thể ngâm 5 hoặc 6 giờ đồng hồ thì bánh nó sẽ đẹp hơn. Nhưng nếu mà ngâm quá lâu thì nó sẽ không được ngon vì bột nó sẽ chua. Sau khi chúng ta ngâm gạo đủ thời gian gạo mềm, chúng ta vo cho thật sạch, vớt ra và xé thật sạch. Rồi chúng ta có thể trộn vào trong đó 5 kg gạo, khoảng 100 g muối, rồi chúng ta xay bột đỡ tráng. Thank you.
chúng ta muốn tráng bánh gia vị đường hoặc là bánh gia vị cốt nước dừa hoặc là bánh gia vị mè, trước hết chúng ta phải bỏ tất cả những gia vị đó vào trong bột cùng một lúc. Bây giờ chúng ta có thể bỏ mì vào trong bột. Tiếp đến chúng ta bỏ muối vào, sao cho vừa ăn rồi. Rồi chúng ta có thể bỏ ớt bột vào cho nó làm tăng thêm vị ngon. Rồi cuối cùng ta bỏ dừa vào hết. Sau khi chúng ta bỏ hết tất cả các gia vị vào trong bột, chúng ta khuấy đều lên rồi chúng ta bắt đầu tráng. Cái nghề tráng bánh này thì có những cái dụng cụ như sau. Nó bao gồm là một cái chảo với một cái cơi. Trên cái cơi nó đã căng một cái lớp vải, ta gọi là cái khuôn, để mà tráng bánh. Trong khi mình chờ nước sôi, mình phải pha bột cho nó đều. Muốn biết được cái bột nó đều hay không, trước hết mình phải tráng thử một cái bánh. Nếu mà bột chưa có được vừa, nó sẽ khô cái bánh, cho nên mình phải pha cho nó đều. Lúc này là nước đang sôi, múc bột, đổ vào cái vé dừa, bắt đầu cái thao tác tráng bánh. Tay dùng gáo dừa, tráng lớp bột trên vải để tạo thành hình tròn cho cái bánh. Độ dày mỏng của bánh thì tùy theo từng loại bánh. Sau khi tráng xong, mình đậy nắp lại cho bánh mau chín. Khi bánh được vớt ra, chúng ta đem phơi trên vỉ tre hoặc lá dừa. Chúng ta đem ra nắng phơi 30 phút, sau đó đem vô rải trong mát. Khoảng 30 phút sau, gom tất cả các vỉ có bánh lại, rồi mình đem ủ. Khoảng 3-4 tiếng sau, rồi mình mới gỡ bánh. Muốn gỡ bánh cho nó lành, mình phải gỡ bánh từ từ. Khi trời mưa, mình dùng cái lọ để sấy bánh cho nó khô. Quý vị vừa theo dõi cách làm bánh tráng tại một trong các cơ sở ở miền Trung, Âu Lạc. Sau đây, chúng ta hãy nghe các chuyên gia chia sẻ về một số kỹ thuật trong ngành nghề này, cũng như đặc điểm và công năng của chiếc bánh tráng. Xin chị cho biết là nguyên liệu làm bánh tráng có nhất thiết phải là gạo hay không? Tùy theo sở thích của từng vùng, từng miền và sử dụng các vật liệu khác nhau. Cái nơi thì người ta
chung bột sắn, bột bắp. Và nhưng nguyên liệu chính vẫn là bột gạo mới là ngon nhất. Để bí bánh ngon nhất thì phải chọn gạo nở và cũ, không nên chọn gạo dẻo. Xin chị cho biết bí quyết nào để làm bánh mềm dẻo, không bị sượng khi nhúng? Muốn làm bánh tráng cho mềm và dẻo, không bị sóng sượng, thì thứ nhất chúng ta phải chọn gạo cho phù hợp. Thứ hai, ngâm gạo đúng thời gian. Thứ ba là chúng cho phải bánh chín đều. Và thứ tư là chúng ta phải cho phơi ngoài nắng. Trời nắng thì bánh nó mới dẻo và ngon. Với lại nếu mà trời nắng mình tráng thì mình phải phơi là vừa ráo mặt rồi đem vô mát liễn là nó khô gió rồi cái bánh nó dẻo, mà mình để cho nắng quá nó khô quá là nó giòn bánh, nó nứt bánh. Xin chị cho biết làm cách nào để khi mình gỡ bánh ra khỏi vỉ tre mà không bị bể hay nứt? Muốn bánh mà cho tròn đều, không bị bể và nứt thì kỹ thuật rất là đơn giản. Trước khi phơi bánh thì chúng ta thoa một lớp dầu mỏng lên trên vỉ tre, rồi chúng ta đặt bánh vào, đem ra phơi ngoài nắng khoảng nửa giờ, rồi chúng ta đem vào trong mát, để cho bánh khô ráo, thì chúng ta chồng các vỉ lại với nhau, 2-3 giờ sau thì gỡ được. Xin chị cho biết trong nghề làm bánh thì có những khó khăn nào mình thường gặp? Làm nghề bánh tráng thì rất dễ làm. Nghề bánh tráng này còn giúp người dân tranh thủ thời gian làm thêm để thêm sự thu nhập. Trong nghề bánh tráng chỉ có một chút khó khăn đó là khi gặp trời mưa thì mình không thể làm được nhiều bánh, nhưng mà mình cũng có thể khắc phục được, có thể dùng là sấy để sấy bánh. Nghề bánh này thì vốn liếng ít nhưng mà thu nhập ổn định, cũng không cần nhân công gì nhiều, chỉ 2-3 người thì người ta đã làm được cái nghề này. Bánh chén quê mình có thường được xuất khẩu ra nước ngoài hay không thưa chị? Bánh xuất khẩu là các nước hết, nước nào cũng có hết. Bánh lạc cũng có, bánh mặn cũng có, là bánh muối mè gì, bánh nào cũng có hết. Thưa chị, khi chán bánh chén người ta có thể thêm vào bột mì, xin chị cho biết lý do. Có một số người dùng thêm bột mì để làm cho bánh chén được mềm, dẻo, bóng, nhưng mà khi nhúng thì nó bị dính lại với nhau, cho nên có nhiều vùng người ta không có dùng bột mì. Thưa cô, hiện nay những loại bánh tráng phổ biến nhất là loại nào và quá trình làm các loại bánh tráng này có khác nhau nhiều không? Bánh tráng là một loại bánh đặc sản của Âu Lạc, được chế biến từ gạo và cũng được chế biến rất nhiều dạng. Ngoài bánh tráng mỏng ra thì chúng ta còn có bánh tráng dày, bánh tráng mè, bánh tráng dừa, vân vân. Và quá trình làm các loại bánh tráng này thì không khó khác nhau gì lắm. Chỉ cần chúng ta có sẵn bột gạo tráng bánh là chúng ta có thể hòa tan với một ít mè để tráng bánh tráng mè, dừa để tráng bánh tráng dừa. Tất cả những cái hỗn hợp này chúng ta sẽ trộn vào cho đều với nhau trước khi chúng ta tráng bánh. Bánh tráng mỏng có thể dùng chế biến những món ăn nào vậy thưa cô? Với bánh tráng mỏng thì chúng ta có thể dùng trong những bữa ăn hàng ngày bằng cách chế biến thành những món cuốn với rau sống, với đậu hũ kho và các chất đạm thực vật khác như là thịt chay, hem chay, chả lụa chay, vân vân. Các món bánh tráng cuốn phổ biến nhất là món gỏi cuốn, bì cuốn, chả ram. Thật ra bánh tráng rất là đa dụng, không phải gò bó vào một quy định nào, chỉ tùy vào khẩu vị của mỗi người. Mình thích ăn cái gì thì mình sẽ dùng chung với cái đó, rồi sau đó chấm với nước chấm mình thích thì tất cả đều ngon hết. Vậy thì thưa cô, những món bánh tráng cuốn chế biến từ bánh tráng mỏng thì mình dùng với loại nước chấm nào? Các món bánh tráng cuốn thường đi kèm với một loại nước chấm. Tuy nhiên có hai loại nước chấm thông dụng nhất là nước chấm chua ngọt và nước chấm tương đậu nành. Chẳng hạn như món gỏi cuốn thì sẽ dùng chung với nước chấm chua ngọt, còn món bì cuốn và chả ram thì sẽ dùng chung với nước chấm tương đậu nành. Nước chấm rất quan trọng
vì nó mang lại cho món bánh tráng cuốn hương vị đậm đà và đặc sắc. Thưa cô, món bánh tráng cuốn có dễ làm không? Món bánh tráng cuốn rất là dễ làm, vì bánh tráng thì chúng ta có thể mua để dành dự trữ lâu ngày. Phần lớn các loại nước chấm thì chúng ta có thể làm với một số lượng lớn rồi để dành dùng từ từ. Cho nên chỉ với một ít rau sống trong vườn, với đậu hũ hay là một loại chất đạm thực vật nào khác là chúng ta đã có được một bữa ăn ngon, nhanh và bổ dưỡng. Chị muốn giới thiệu đến các bạn trên toàn thế giới đó là cái nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong chương trình Món Quà Tình Thương, nấu ăn đơn giản và bổ dưỡng với Thanh Hải Vô Thường Sư, Ngài đã tự ái hướng dẫn cách thực hiện những món không dùng thành phần động vật cho công chúng dễ dàng hội nhập và thưởng thức lối sống thuần chay vui tươi thanh nhẹ. Hân hạnh thay, bánh tráng cũng đã được chính Thanh Hải Vô Thường Sư giới thiệu đến khán giả toàn cầu qua một vài món ăn Âu Lạc đặc sắc như tôm thuần chay, cuốn bánh tráng chiên giòn và nem nướng thuần chay cuốn bánh tráng. We're gonna make some vegan hamburger and to roll with rice paper. Yeah, rice paper you can buy in Chinese shop or even supermarket. It's very thin, so they call it rice paper. It's made with rice flour. In Vietnam, we use it a lot. And mostly people use it to make their nem, to make a spring roll, either fresh or fried spring roll. Thanh Hải Vô Thường Sư cũng giải thích thêm về sự tiện lợi của những món ăn với bánh tráng Âu Lạc và cho biết với những món này, chúng ta không cần dùng dụng cụ nào cả, mà chỉ dùng công cụ trời cho, đó là đôi tay của mình. Người dân Âu Lạc thường có một sấp bánh tráng trong bếp để luôn có thể chế biến những món bánh tráng cuốn nhanh và bổ dưỡng. Sau đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu một số món bánh tráng cuốn phổ biến, đó là gỏi cuốn chay, bì cuốn chay và chả ram chay cùng các loại nước chấm thường đi kèm. Để làm món gỏi cuốn, chúng ta cần có những vật liệu sau: bánh tráng, bún tươi, hem chay, thịt chay, chả lụa chay, tôm chay. Và rau sống thì gồm có các loại rau xà lách, rau diếp cá, rau tía tô, rau thơm, dưa leo, hẹ, khế và chuối chát. Chúng ta lấy nửa cái bánh tráng để lên dĩa và mình sẽ thấm nước cho mềm đều xung quanh. Sau đó chúng ta sẽ xếp bớt mí bánh tráng lên. Trước tiên là mình phải cho rau sống vào trước. Tới dưa leo, hẹ, chuối chát, khế. Tiếp theo là thịt chay, chả lụa chay, hem chay, tôm chay và cuối cùng là bún. Đầu chúng ta sẽ cuộn tròn bánh tráng lên và bẻ vuông góc một bên thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi tròn cái bánh tráng lên nè. Thế là quý vị đã có xong một cuốn gỏi cuốn ngon lành. Nước chấm chủ yếu cho món gỏi cuốn này là tương đậu nành cộng với đậu phộng, rang rồi giã nhỏ. Hoặc là chúng ta có thể dùng chung với một loại nước chấm khác là đặc sản của miền Trung Âu Lạc. Món nước chấm này là chúng ta phải nấu nếp chín lên, xay nhuyễn và đậu khuôn bóp nhuyễn vào, cộng với một ít gia vị như là đường, bột nêm, nước tương loãng, nấu chín lên cùng với dầu ăn.
Để làm món bì cuốn, chúng ta cần phải có bánh tráng và bì. Bì được làm từ củ sắn, cà rốt, bún tàu, đậu hũ chiên, thái sợi, một ít thính. Thính là bột gạo rang, giã nhuyễn. Bây giờ chúng ta trộn tất cả những vật liệu này với một ít gia vị cho vừa ăn. Trộn hết cho đều thì chúng ta sẽ có được món bì, có thể dùng để làm món bì cuốn sau đây. Chúng ta lấy bánh tráng, nhúng nước cho mềm, để cho hơi dịu một chút. Rồi chúng ta sẽ gấp bì bỏ vào bánh tráng, xếp hai cái vành bánh tráng vuông góc vào, và chúng ta bẻ lên và bắt đầu cuộn tròn. Thế là đã xong cuốn bì. Với món bì cuốn này thì chúng ta sẽ dùng với một loại nước chấm là nước tương đậu nành kèm với lại đậu phộng giã nhuyễn trộn vào, hoặc là một loại tương khác là tương đặc cũng trộn với đậu phộng giã nhuyễn thì có hương vị ngon, béo và thơm, rất là bổ dưỡng. Để thực hiện được món chả ram, chúng ta cần có những vật liệu sau: bánh tráng, khoai lang thái sợi, đậu hũ chiên thái sợi, hành lá, cà rốt cũng thái sợi luôn. Chúng ta sẽ nhúng cái đầu bánh tráng vào trong nước. Bắt đầu chúng ta cuốn khoai lang thái sợi nè, đậu hũ chiên thái sợi, hành lá, cà rốt. Chúng ta sẽ cuốn cái bánh tráng theo hình vuông góc như thế này và bẻ lên, sau đó chúng ta cuộn tròn, cái tay cuộn tròn thật nhẹ. Sau khi đã cuốn xong chả ram rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đem những cuốn chả ram bắt lên chảo dầu hơi nóng, rồi chúng ta bỏ vào chiên. Sau khi chiên giòn là chúng ta sẽ có được những cuốn chả ram như thế này. Sau khi đã thành phẩm món chả ram chiên rồi, chúng ta sẽ ăn chung với các loại nước chấm như là tương đậu nành trộn chung với lại đậu phộng giã rang nhuyễn, hoặc là một loại nước chấm khác là loại nước chấm chua ngọt, tùy sở thích của mỗi người. Món chả ram chúng ta có thể ăn với cơm, cùng với các loại nước chấm tương đậu nành, nước chấm chua ngọt, hoặc là dùng chung với rau sống, các loại rau củ luộc chín. Bánh tráng Âu Lạc rất là đa dụng, chúng ta có thể cuộn rất là nhiều món, ví dụ như măng kho, vịt luộc, kèm với rau sống, dùng với nước chấm chua ngọt. Ngoài bánh tráng mỏng, ta còn có bánh tráng mè nướng. Đây là loại bánh tráng mè được nướng giòn, rồi dùng vào các món gỏi như gỏi mì trộn, gỏi bắp cải tím, gỏi dưa leo, gỏi ngò sen, vân vân. Nói chung, nguyên liệu để chế biến các món bánh tráng cuốn lẫn nước chấm đều rất uyển chuyển, không nhất thiết phải theo một công thức nào. Hương vị của món bánh tráng cuốn do đó luôn luôn có thể thay đổi mới lạ tùy theo sự sáng tạo của mỗi người. Bánh tráng Âu Lạc mang lại các bữa ăn chay ngon, nhanh và bổ dưỡng như thế, nên không là gì bánh tráng rất được yêu chuộng bởi người dân Âu Lạc và người ngoại quốc ở khắp mọi nơi.
cảm tạ quý khán giả đã theo dõi chương trình giới thiệu một đặc sản của Âu Lạc, Việt Nam, đó là món bánh tráng. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thường Sư các chương trình ẩm thực truyền thống khác của Âu Lạc trong tương lai. Tiếp theo đây là Trường Chay, Lối Sống Cao Thượng sau tin đáng chú ý. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching our program featuring a food specialty of Âu Lạc of Vietnam, rice paper. Please tune in to Supremaster Television for more on Âu Lạc's traditional cuisine in future broadcasts. Coming up next is vegetarianism. The noble way of living. Afternoon to Quarter News. Farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.